Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email tin Biển Đông và đưa tin, các pháo đài trên Biển Đông của Trung Quốc sẵn sàng hoạt động. Dẫn lời bà Bunny Glazer, chuyên gia về các vấn đề an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, bình luận về các bức không ảnh mà một nhật báo Philippines có trong tay về các hoạt động của Trung Quốc nhằm quân sự hóa các đảo trên Biển Đông, rằng các tấm không ảnh này là đầy đủ nhất, chi tiết nhất từng có về những tiền đồn quân sự của Trung Quốc trong Biển Đông. Quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN trong cuộc họp ngày 6 tháng 2 năm 2018, ASEAN lo ngại về các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo VOA, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan phát biểu, chúng tôi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến Biển Đông và ghi nhận quan ngại của các bộ trưởng về việc bồi đắp đất và các hoạt động trong khu vực. Điều này làm xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực. Và có video Trung Quốc gần hoàn tất quân sự hóa Biển Đông, dẫn lời chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tăng cường bồi đắp ở Biển Đông. TS Trang Trung Thổ, Du Anh, Hồ Tù, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hà Môn ở Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc có quyền xây dựng bất cứ cái gì trên lãnh thổ của mình. Việc Bắc Kinh triển khai quân sự tại Biển Đông chỉ để bảo vệ an ninh và lợi ích của Trung Quốc chứ không phải là hành động bành trướng quân sự. Trang Kinh tế Đô thị đưa tin, Trung Quốc sắp đưa vào sử dụng các công trình xây dựng phi pháp ở Biển Đông. Theo tin từ báo Straits Times của Singapore, Trung Quốc đã sắp hoàn thành các cơ sở không quân và hải quân trên 7 đảo mà nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Các tàu hải giám và hải quân Trung Quốc xung quanh đá chữ thập, ảnh, KTDT. Mời đọc thêm, Trung Quốc gần hoàn thành quân sự hóa Biển Đông, AFA. ASEAN lên án hoạt động xây đảo phi pháp ở Biển Đông, VNI. ASEAN lo ngại tình hình Biển Đông, NLD. ASEAN lên án hoạt động xây đảo phi pháp trên Biển Đông, Jin. ASEAN đoàn kết vượt qua các thách thức an ninh, tin tức. ASEAN và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận chung trong năm 2018, TTXVN. Tổng thống Philippines, bội ước với Trung Quốc, NLD. Biển Đông, Manila cấm nước ngoài thăm dò một khu vực bị tranh chấp chủ quyền, AFI. Hải quân Việt Nam làm chủ tàu Kilo, phóng tên lửa chính xác diệt mục tiêu, VS Times. Quan hệ Việt, Trung VTV đưa tin, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc. Bài báo cung cấp thông tin về cuộc gặp giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bên lề hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại Singapore. Theo đó, ông Vịnh cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ giữa các quân khu của Việt Nam với chiến khu miền Nam của Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Trong khi Mỹ và các nước đồng minh, các nước ASEAN tìm cách ngăn chặn tham vọng bá quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, thì lãnh đạo CSVN vẫn tiếp tục tăng cường quan hệ quân sự với bạn vàng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh, VTV báo Lao động viết, Việt Nam trao đổi với Trung Quốc về những quan ngại trước diễn biến ở Biển Đông. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, không phản đối chuyện Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, mà nhất trí với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu rằng, duy trì các cơ chế đàm phán trên biển đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đạt được một số tiến triển cụ thể. Báo Người Lao động đưa tin, người Trung Quốc gom đất ở Nha Trang. Bài viết bàn về tình hình người Trung Quốc núp bóng mua nhà đất xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây nhiều phức tạp. Chủ một công ty bất động sản chia sẻ về vấn đề pháp lý của chuyện giao đất cho bạn vàng. Cứ yên tâm vì rất nhiều trường hợp người TQ đã mua đất, nhà ở thành phố Nha Trang để đầu cơ, kinh doanh dễ dàng. Mời đọc thêm, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận giữa Việt Nam, Trung Quốc, ANTT, Việt, Trung thúc đẩy xu thế phát triển tích cực trong hợp tác, VNI, vụ xử ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong Va Bình.
luận vụ Hoàng Đức Bình bị xử 14 năm tù, chế độ này bất chấp pháp luật. Dẫn lời ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, nhận định, kết quả phiên tòa như thế không thể chấp nhận được, Bình không thể bị kết tội gì cả. Trên đường đi kiện Formosa thì bị bắt cóc và quy cho tội chống người thi hành công vụ. Bây giờ Cộng sản Việt Nam bất chấp pháp luật, không còn pháp luật kỷ cương nữa. Theo hãng tin Reuters, LS Hà Huy Sơn đã khẳng định, phiên tòa xét xử không có chứng cứ và không khách quan. Về tấm ảnh chụp ông Bình có vết bầm trên hai mắt trên báo Nghệ An, tù nhân lương tâm Trư Mạnh Sơn bình luận, nhìn qua tấm hình đủ thấy những gì mà anh phải trải qua và chịu đựng. Alpha đưa tin, hai người phản đối Formosa bị kết án tù. Tác giả trích dẫn lời bà Phạm Thị Vạn, thân mẫu của ông Hoàng Đức Bình, chia sẻ, bác rất tự hào, anh Bình thấy mẹ thì cười, bác cũng không lo sợ gì cả, anh Bình cũng rất hiên ngang. Bác nói với anh Bình là, con ơi con cứ cố lên, con có chết cũng đừng sợ. Bác thấy anh Bình cũng bình tĩnh lắm, anh Phong cũng vậy, bác thấy anh Phong trả lời bình thường, không sợ gì cả. Linh Mục Nguyễn Đình Thục dẫn lời ông Hoàng Đức Hảo, em ruột ông Hoàng Đức Bình, kể chuyện bị công an hành hung. Em bảo rằng nó, công an, dẫm đạp lên người, nó đem gậy gộc, gậy gắt, nó đánh. Có mấy lần em ngất xỉu thì công an gọi bác sĩ đến cấp cứu cho tỉnh rồi lại đập tiếp. Nó thể hiện một hành vi rất man dợ, rất độc ác. Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế và tổ chức thành viên Ủy ban Nhân quyền Việt Nam kêu gọi Việt Nam chấm dứt bắt bớ, bỏ tù giới bất đồng. Theo AFA, bài viết nêu quan điểm của bà Debbie Tô Thác, Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Việt Nam, châu Âu và Hoa Kỳ ngày càng quan tâm đến lĩnh vực ký kết hợp đồng kinh tế hơn nhân quyền đã khiến Hà Nội mạnh dạn thẳng tay tấn công các quyền chính trị và dân sự căn bản của người dân. Cũng tin này, nhưng báo chí trong nước viết theo định hướng dọa nạt và chấn áp dân, người đàn ông bôi nhọ công an bị phạt 14 năm tù. Bài viết không đề cập đến nguyên nhân ông Bình biểu tình, mà tập trung vào những hành động của anh như Bình đã đưa ra những thông tin thất thiệt nhằm định hướng cho người nghe hiểu sai bản chất vụ việc, nhìn nhận sai lệch về lực lượng công an. Bài viết trên VN Express không giải thích được thông tin từ các video clip của ông Bình thất thiệt ở điểm nào. Trong khi đó, bộ máy tuyên truyền của chế độ CSVN đã không minh bạch khi đưa tin về thảm họa môi trường miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra, như AFA từng phân tích trong bài Thảm họa Formosa, quan chức nói an toàn, nhà khoa học vẫn nghi ngờ. Mời đọc thêm, tại sao chống Formosa là chống nhà nước? Blog Alpha Việt Nam, ông Hoàng Đức Bình bị tuyên 14 năm tù. BBC báo lề đảng, kích động người dân chống đối lực lượng chức năng, hai người linh án. DT liên quan vụ Formosa, Hoàng Đức Bình lĩnh 14 năm tù. Dinh bất ổn tôn giáo, AFA bàn về tình hình chức sắc tôn giáo bất đồng bị sách nhiễu. Theo bài viết, trường hợp chức sắc tôn giáo không theo phái nhà nước bị sách nhiễu, bị đàn áp gần đây nhất là ông Hứa Phi, chánh trị sự trưởng khối Nhơn Xanh Cao Đài Trơn chuyển tại Lạc Dương, Lâm Đồng. Ông Phi kể về lý do bị đấu tố, bị ép lên gặp công an làm việc vào những ngày đầu năm 2018, rằng chung quy là do đạo Cao Đài quốc doanh do Đảng Cộng sản dựng lên để điều khiển đạo Cao Đài, nên tôi phản đối, họ đưa ra đấu tố tôi phiếm diện. Ông Nguyễn Văn Điền, một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy ở An Giang, nói về cách chính quyền đàn áp Phật giáo Hòa Hảo, khi mà trong đạo có những ngày hội họp hoặc ngày lễ thì họ mới thẳng tay đàn áp, còn bình thường thì cũng không có gì bắt bớ, ngăn chặn không cho mình đi lại, có thể họ bao vây nhà cửa hoặc dùng vũ lực để đánh đập. Những điều đó thường xuyên xảy ra. Chánh trị sự Hứa Phi trái và cư sĩ Nguyễn Văn Điền phải. Ảnh Sờ Bờ Sờ Côm Âu Alpha đưa tin, thêm 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ bị xử án. Dẫn tin từ Tòa án huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai cựu tù nhân lương tâm là cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy cùng 4 đồng đạo vào sáng ngày 9 tháng 2 tới đây. Cáo buộc đối với họ gồm chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.
Đây là hai tội danh thường xuyên được chính quyền tận dụng để hợp thức hóa chuyện cầm tù người bất đồng chính kiến. Cô Bùi Thị Bích Tuyền, con gái của cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung, kể chuyện ông Bùi Văn Trung và con trai, cựu tù nhân lương tâm Bùi Văn Thâm bị công án an ninh bắt đi mà không có lệnh vào tháng 6 năm 2017, rằng cả mấy chục đến cả trăm người ập đến bắt cóc, rồi thảy lên xe chở đi, chứ không đọc lệnh bắt gì hết. Cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung cùng đồng đạo biểu tình tại gia phản đối chính quyền địa phương ngăn chặn, sách nhiễu trong một lễ dỗ của gia đình. Ảnh Internet nhìn lại 50 năm sự kiện mậu thân. BBC có video phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Vấn, người giữ chức quận trưởng quận 1 của chính quyền cách mạng lâm thời trong trận mậu thân ở Huế, về 25 ngày trong thành nội Huế. Mời đọc thêm, cựu tình báo KGB phân tích về thảm sát mậu thân. FB Trần Trung Đạo trên TV. Ngày dỗ bà, FB Susan Nguyễn trên TV. Trận mậu thân, chúng tôi cố tránh tổn thất cho dân. BBC trên TV. Báo Lề Đảng, Huế triển lãm tư liệu hiện vật về chiến dịch mậu thân 50 năm mậu thân, những thân Phật, những cuộc đời vào sách TT. Lỗi hệ thống, báo pháp luật TPSCM đưa tin. Chi cục văn thư lưu trữ Hậu Giang dính vi phạm tài chính. Theo báo cáo kết quả kiểm tra chuyện thu chi, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí chỉnh lý tại chi cục văn thư lưu trữ Hậu Giang, đơn vị chưa mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo quy định. Một số phiếu chi trên sổ quy tiền mặt chưa trùng khớp với sổ chi tiết hoạt động, khoán tiền điện thoại giai đoạn 2013-2016 cho hai phó chi cục trưởng chưa phù hợp theo quy định. Báo Giao thông đặt câu hỏi, vì sao nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị kỷ luật? Theo quyết định kỷ luật từ BTV Thành ủy Đà Nẵng, ông Mai Đăng Hiếu là cán bộ lãnh đạo cơ quan ngoại vụ của tờ P Đà Nẵng nhưng đã thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài. Mời đọc thêm, Bí thư Vĩnh Long kiểm điểm vụ xe công chở cán bộ đi ăn cưới dinh lăng mộ. 1.400 tỷ báo Dân Việt có bài cận cảnh nơi dự kiến sẽ xây nghĩa trang 1.400 tỷ cho cán bộ cấp cao. Bài viết dẫn lời lãnh đạo xã Yên Trung chia sẻ, nghĩa trang Yên Trung cho cán bộ cao cấp sẽ được xây dựng ở thôn Hương. Theo số liệu mà Ủy ban Nhân dân xã này cung cấp thì thôn Hương có 54 hộ dân với dân số là 205 người. Thêm một số thông tin từ lăng mộ dành cho đảng viên cao cấp, nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, tổng diện tích nghĩa trang là 120 ha, gồm khu an táng 72 ha và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 ha. Nghĩa trang Yên Trung sẽ có 2.500 ngôi mộ, mỗi ngôi có khuôn viên 25-35 m². Khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người. Mời đọc thêm, khi đã trở về cát bụi vẫn cần phân biệt quan với dân. FB Nguyễn Thị Oanh trên TD. Nghĩa trang quốc gia không dành riêng cho quan chức. NLD Kinh tế và thể chế. TS Đinh Thế Hưng bàn về chuyện xét xử các đại án kinh tế, dọn dẹp cho thể chế. Trong bài có đoạn, hàng loạt vụ đại án kinh tế đã và đang xét xử trong thời gian qua cho thấy, một cuộc dọn dẹp thể chế kinh tế bằng cách dùng luật hình sự đang được khởi động. Nếu coi thể chế kinh tế là một không gian, trạng thái mà ở đó các hoạt động kinh tế diễn ra, thì rõ ràng các tội phạm kinh tế là điều không thể chấp nhận được. Bài viết nhắc lại phát biểu của TT Nguyễn Xuân Phúc, loại bỏ những băng nhóm xã hội đen trong nền kinh tế và cho rằng, thực vậy, tội phạm kinh tế phải bị tiêu diệt, đổi lại không phải là số lượng người đi tù mà là thể chế kinh tế lành mạnh. Tuy nhiên, bài viết không bàn đến gốc rễ của vấn đề là thể chế toàn trị cho phép hình thành hiện tượng mafia đỏ, đầu cơ chính trị thông qua tiền bạc. Mời đọc thêm, môi trường kinh doanh bắt đà cải cách. DDDN Người dân và ơn đảng, bài thứ hai trong loạt bài trên báo Thanh Hóa về chuyện mờ ám ở xã Yên Khương, sử dụng chiêu bài thỏa thuận để ăn chia tiền của dân. Bài báo cung cấp thông tin, ông Hợp, trưởng bản Sáng, ăn chia 50% số tiền bồi thường của 3 hộ dân gồm các ông Lò Văn Hùng, Lò Văn Nghĩa, Ngân Thanh Bình trong vụ bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường ngang
Yên Khương, cửa khẩu Méng. Ông Nghĩa kể chuyện đóng phí ơn đảng tại UVND. Xã Yên Khương tôi được nhận đủ số tiền 127,047 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hợp đã gặp tôi và lấy đi 61 triệu đồng. Bởi vì, trước thời điểm chủ đầu tư lên giải ngân, ông Hợp đã gặp và thông tin gia đình tôi chỉ được bồi thường từ 20 đến 25 triệu đồng. Mời đọc thêm, giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài, TS kiểm điểm việc cho phá 16 ha rừng đặc dụng đèo cả, PLTP ngang nhiên san lấp trái phép đất nông nghiệp tại quận Long Biên, Bilai. Kiếp làm nông ở Việt Nam và đưa tin, nông sản tươi Việt Nam xếp hàng, chờ chết ở biên giới Trung Quốc. Bài báo cho biết, hàng trăm xe tải chở các loại hoa quả tươi từ Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang bị kẹt lại ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn từ ngày 2 tháng 2 năm 2018 đến nay. Nguyên nhân, Trung Quốc chỉ cho thông quan khoảng 250 xe trên ngày, trong khi lượng xe chở hoa quả mỗi ngày đến cửa khẩu lên đến khoảng 700-800 chiếc vào dịp cận Tết. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói, nếu Trung Quốc chỉ cho một cửa khẩu, thì chúng ta bị kẹt ở khâu đó. Đó là vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, thương lượng với nhau thế nào để bảo đảm quyền lợi cho người xuất khẩu tại Việt Nam. Bạn vàng, bạn tốt của lãnh đạo CSVN đây sao? Báo Thanh Niên đưa tin, cơ sở thu mua nông sản vỡ nợ 15 tỷ, nhiều người dân lao đao. Bài báo cho biết, nhiều ngày qua, những người dân đã ký gửi nông sản, cho vay tại cơ sở thu mua nông sản của ông Phạm Quốc Trung, 45 tuổi, thôn 1 xã Hải Danh, cách Đắc Đoa, Gia Lai, vô cùng lo lắng. Trước thông tin cơ sở thu mua này vỡ nợ, ông Đỗ Đức Lợi là người đã cho vợ chồng ông Trung vay 4 tỷ đồng và ký gửi 20 tấn cà phê và 2,6 tấn hồ tiêu chưa chốt giá. Chia sẻ, ông Trung hứa trả nhưng chưa biết khi nào, tính đến nay thời gian nợ đã 10 tháng, giờ cận Tết rồi không biết làm sao cả. Mời đọc thêm, cận Tết, hàng nghìn chuyến nông sản ùn ứ tại cửa khẩu, VOV, gần 400 xe chở hoa quả sang Trung Quốc ùn ứ ở cửa khẩu, TP, dưa hấu Tết ven sông La Ngà rớt giá nặng, bà con nông dân méo mặt, TN, chuyện chồng người ở Việt Nam báo lao động đưa tin, vụ ngồi mát, thu tiền cấp phép dạy thêm, thu hồi gần 1,2 tỷ đồng, hủy bỏ hướng dẫn liên tịch. Theo bài viết, sau chuyện, Sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước thu tiền quản lý dạy thêm sai quy định, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã vào cuộc, yêu cầu thu hồi gần 1,2 tỷ đồng tiền cấp phép dạy thêm, nộp tài khoản tạm giữ. Báo Người Lao động bình luận, giáo sư đông quá. Trong bài, có đoạn bàn về hậu quả của hiện tượng lạm phát, học hàm ở Việt Nam. Cơ chế đào tạo và xét duyệt dễ dãi sẽ cho ra lò nhiều người bất tài nhưng mê đắm hư danh. Và những người đó nếu tham gia vào công tác giảng dạy ở các trường đại học, các viện nghiên cứu thì sẽ cho ra đời một thế hệ trí thức kém chất lượng và vòng quay này cứ thế kéo lùi nền giáo dục. Mời đọc thêm, sẽ chấm điểm hiệu trưởng trường trung học phổ thông như thế nào? ND và DS trường để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường sẽ bị cắt thi đua, dinh sao sao sao. Thêm một số tin trong nước, thế hệ Z kỳ vọng vì sự hoài nghi. VNTV đăng ý ở Howe, Gregor G. Sanchi đâu và Lockva, 4 vấn đề tranh